Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc giải tỏa công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông thủy lợi và hoạt động bến bãi khai thác cát trái phép, từ ngày 14 tháng 8 năm 2021 đến nay, huyện Khoái Châu đã giải tỏa được 13 trường hợp tại các xã Hồng Tiến, Việt Hòa, Liên Khê, Nhuế Dương, Phùng Hưng, Đại Tập, Hàm Tử, Bình Minh, Ông Đình và An Vĩ. Trong đó, có 7 trường hợp vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp, 4 trường hợp vi phạm hành lang công trình thủy lợi và 2 trường hợp đã đổ đất lấn chiếm. Để công tác xử lý giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông thủy lợi và hoạt động bến bãi khai thác cát trái phép trên địa bàn huyện Khoái Châu giai đoạn 2021-2025 đạt hiệu quả. Thời gian tới, Ủy ban Nhân dân huyện quyết liệt chỉ đạo các xã thị trấn có biện pháp xử lý dứt điểm các vi phạm theo quy định, đồng thời kiểm đếm làm rõ trách nhiệm xử lý nghiêm những tập thể cá nhân liên quan để xảy ra vi phạm. Bên cạnh đó, chính quyền cấp xã phải nêu cao trách nhiệm trong việc kiểm tra phát hiện và kiên quyết ngăn chặn xử lý vi phạm ngay từ khi mới phát sinh, kiên quyết giải tỏa triệt để các trường hợp vi phạm, không né tránh đùn đẩy việc xử lý lên cấp trên hoặc cơ quan chức năng. Huyện Khoái Châu xây dựng kế hoạch trong năm nay, mỗi xã phải xử lý vi phạm từ 2 đến 3 trường hợp trong một tháng. Phấn đấu giải tỏa 80% vi phạm trên đất nông nghiệp và hành lang giao thông thủy lợi.